Vâng, chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Bác nào xem kênh YouTube hàng Nhật của em thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ các bác nhé. Hôm nay em Toàn Thắng lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Nhà em mới về được mấy em máy rửa bát hàng siêu siêu đẹp luôn các bác ạ. Đấy, hàng siêu đẹp. Nhà em thì các bác cũng đã theo dõi rồi. Chuyên bán những cái dòng máy hàng tuyển chọn. Đây, hôm nay cũng bán được mấy chiếc lò và cũng để anh em test. Còn mấy chiếc lò vi sóng lại tiếp tục lên. Bác nào mà cần những chiếc lò đẹp đời cao và có những chiếc lăng lấu lướng, những chiếc lăng lấu lấu và các chế độ thì alo cho em nhé các bác nhé. Thì những chiếc lò này bán thì em sẽ kèm các bác những cái quyển những cái tờ hướng dẫn chi tiết thế này để cho các bác sử dụng rất là dễ. Bao gồm đi em đi qua này thì bao gồm là con này là 64 món cho chúng ta, 64 món khác nhau. Trong đó nó có những cái làm lò vi sóng, hâm nóng, tất cả các giã đông, món cơm, rồi món bù ẩm, rồi món nướng. Rất là nhiều các bác nhé. Nó là một trong những tay nội trợ đắc lực của người Nhật. Đấy, bác nào mà sở hữu em nó thì chế biến các cái món thì cực kỳ tuyệt vời. Thì em cũng lên sóng giới thiệu các bác đây là em mới về được mấy máy rửa bát TR8 và TR9. Hàng đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Nếu các bác đã qua trực tiếp shop nhà em thì sẽ xem được những chiếc máy nó đẹp như thế nào. Rất là đẹp. Đây em TR9 màu mận này. Em TR8 này các bác nhìn này. Như soi gương luôn. Đấy, nội thất rất là mới, xịn sò. Đấy, con này thì bọn em đã test dọn các bác nhé. Cam kết các bác hủy mạch nguyên zin 100%. Và đây các bác xem, em đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bác. Tắt mở khởi động, tùy chọn thời gian sấy hẹn giờ, và thời gian sấy, các tiêu chuẩn rửa, rồi khử trùng rửa xả sấy các bác nhé. Đấy, những dòng TR8 màu này thì cũng em thấy cũng hiếm trên thị trường. Nhà em mới về được khoảng 3 chiếc màu này. Thì đây là những mẫu này em giới thiệu các bác đây. Màu mận và màu này nó sẽ là màu những màu đặc trưng, những bản đẹp của TR8 và TR9 các bác nhé. Thì người Nhật này thì người ta thiết kế, đây em cũng xin giới thiệu sơ qua. Con này rửa được một mâm, có nghĩa bát to này, đũa này, và 5 cái đĩa này, 12 bát con mà ấm chén, đũa thìa. Thì nguyên lý của em máy rửa bát này thì cho nước nóng đun diệt khuẩn và rửa bằng công nghệ nước nóng sấy thì cực kỳ ok. Nếu nhà bác nào mà dính vào trào ngược dạ dày và nhiễm vi khuẩn HP, không sợ lây đưa qua đường ăn uống thì có em này, mùa rét này chúng ta sấy khô diệt khuẩn. Đấy, tiêu chí nhà em bán hàng là phải sản phẩm phải đẹp, chất lượng, để mong các shop còn ủng hộ. Nếu mà muốn duy trì lâu dài thì các bác cũng biết rồi, chữ tín sẽ lên làm hàng đầu. Thì bác nào đấy quan tâm những sản phẩm thì nhấc máy alo cho em các bác nhé. TR8, TR9 bây giờ thì rất rẻ, với tài chính chỉ trên 7 triệu chúng ta đã sở hữu những chiếc máy rửa bát cực kỳ xịn sò luôn các bác ạ. Đây, em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Đây em còn mấy chiếc máy lọc nước này thì con này thì 207 là có khách chốt rồi. Thì ngày mai sẽ về mấy em. Và em này là con Panasonic này, Chevy 507 này, Chevy 5050 này, Human Water 150 này, chim yông, chim hyper này. Đấy, lọc không khí, rồi hút ẩm, điều hòa, máy giặt, máy lọc nước ND501, máy lọc nước K8. Máy lọc nước K8, các bộ tiền lọc và bộ phụ kiện máy lọc nước. Đây các bác này, nhìn tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm. Nhà em có đầy đủ hết các bác nhé.
máy giặt, những chiếc máy giặt vô cực hiện đại và các bác đã sở hữu. Đấy, em cảm ơn các bác. Bác nào mà quan tâm những sản phẩm và màu của những chiếc máy rửa bát đẹp, siêu đẹp này thì những máy alo cho em 0914300368. Em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên. Bác nào gần có thể qua trực tiếp shop để lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho gia đình nhà mình.